Rồi xin chào anh em. Hồi rét mướt quá. Trời lạnh nhỉ em nhỉ. Mấy anh em đang trong chăn đấy chứ. Ê, anh còn thiếu áo. Toàn không có áo mà mặc. Mấy anh em đang trong chăn đấy nhưng mà vẫn ba chữ thôi vì anh em nên là thôi lại bật dậy làm tiếp một số kêu này cho các ông. Và thôi nói chung là không hề rét quá. Bắt đầu luôn thôi đúng không? Bắt đầu luôn. Cho nóng người luôn. Rồi câu hỏi đầu tiên đây. Người em này hôm nay là rất vào việc anh ạ. Này, vào việc luôn. F11 bản 3km hay là AnOS này? Tốt hơn. Đấy. Nên lựa chọn con nào? Nên lựa chọn con nào? Một câu hỏi rất là thú vị bởi vì là vừa rồi thì đã ra con F22 rồi. Mà người anh em vẫn hỏi F11. Thế thì xin trả lời với người anh em là thực ra là khi mà nhà xuất SDLC ra F22S là để cạnh tranh với AnOS. Còn F11 thì nó kém hơn AnOS này rồi. Tất nhiên thì nếu như mà rộng hơn ấy, để mà so sánh những cái dòng flycam của C-Fly và SDLC thì SDLC có một cái độ gọi là ổn định này, có cái uy tín này, là họ đã sản xuất ra những cái dòng flycam từ những cái thế hệ F11 đầu tiên đã có độ đầm, độ chắc, độ khỏe rồi. Vì vậy cho nên là rất được nhiều fan, nhiều anh em yêu thích về những cái dòng của flycam của SDLC này. Tuy nhiên thì để mà so sánh với AnOS thì AnOS tôi nghĩ rằng nhà xuất C-Fly này định vị hơn hẳn một mức. Đâu đấy thì AnOS là giá là hơn 5 triệu rồi. Và anh em sẽ được cái gì ở cái tầm giá này? Đó chính là cái chất lượng camera nó nét hơn hẳn. Và thực tế là mình đã có cái clip review giữa F22S và AnOS rồi. Chất lượng camera của AnOS nó phải đi trước so với lại của SDLC đâu đấy phải khoảng 2 năm. Còn tất nhiên anh em nào thích cái độ bền, độ khỏe, độ chắc, trải nghiệm bay, lái tốt thì có thể chọn những cái dòng như F11 hoặc F22S đều được. Và trong cái tầm giá này, thông thường thì những người anh em mà chơi những cái dòng cao ấy, thông thường thì hay có cái tâm lý là hơi coi thường những cái dòng giá rẻ. Nhưng mà tất nhiên rằng là tiền nào thì của đấy rồi. Nhưng mà ở cái mức mà khoảng 4-5 triệu thì anh em được quyền đòi hỏi về cái trải nghiệm bay cũng như là cái chất lượng camera rồi. Và mỗi người thì có cái nhu cầu khác nhau. Cho nên là không có lý gì mà nhà xuất lại sản xuất ra cái con ở trong cái tầm giá đấy cả. Bởi vì đáp ứng một cái nhu cầu nào đấy ở một cái đối tượng khách hàng nào đó, họ sẽ sử dụng những cái dòng flycam như vậy. Và trong cái tầm giá này thì tôi nghĩ rằng flycam đã đạt được một cái độ ổn định cũng tương đối là cao rồi. Chung là SDLC thì là độ bền này, độ ổn định này. Còn nếu mà nói về cam thì có lẽ là AnOS E sẽ hơn một bậc. Đúng rồi. Nhưng mà không có nghĩa là AnOS E hay là của C-Fly là không bền đâu nhé. Vẫn bền nhé. Mà bằng chứng là thời gian bảo hành của C-Fly dài hơn gấp đôi so với SDLC. Nhưng mà có cái gì đấy nó là cái thương hiệu của SDLC từ trước đến giờ, đó chính là cái độ chắc, độ khỏe, chắc chắn. Đầm, chắc chắn. Rồi câu hỏi số 2 đấy là có con nào dưới 5 triệu nhưng mà cõng được GoPro. GoPro bây giờ giá của nó đâu đấy khoảng 10 triệu. 10 triệu. Và người anh em đấy mua một con flycam là 5 triệu. Thì tính tổng ra là khoảng 15 triệu. 15 triệu. Mà cái cụm đấy mà nó rơi cái là thôi rồi đúng không? Thôi luôn đấy. 15 triệu đấy anh em hoàn toàn có thể cân nhắc và lựa chọn giữa Mini 2 và Mini 3 Pro. Còn tất nhiên anh em đã có GoPro rồi thì hãy dùng nó để quay dưới mặt đất thôi. Nói về độ gọi là độ để cõng được ấy, thì có thể nó cõng được nhưng độ ổn định nó lại không tốt nữa. Vì các kỹ sư đã nghiên cứu và sản xuất ra những cái chiếc flycam, họ đã tối ưu về mặt công năng cũng như là cái trọng lượng, thời gian bay rồi. Khi mà anh em độ thêm, chế thêm, nâng cái trọng lượng của nó lên thì đồng nghĩa việc là thứ nhất là viên pin nó sẽ ít đi này. Thứ hai là động cơ nó hoạt động nó phải mạnh hơn thì có thể nó ảnh hưởng đến độ bền và cái tuổi thọ của nó sẽ bị giảm. Ngoài ra có một cái nữa là khi mà anh em chế độ bay vào ấy thì cái trọng tâm của máy bay nó sẽ bị lệch. Vì vậy cho nên là rất dễ bị mất ổn định, đặc biệt là khi mà anh em bay và gặp vào gió cũng cái là có thể bị chao đảo và bị rơi ngay. Đấy cho nên là những cái trường hợp mà anh em chế độ ấy, khi gặp rơi thời tiết không thuận lợi là rất dễ bị rơi máy. Đấy như là linh kiện RC từ trước giờ anh em mình đã khuyên anh em là không nên chế độ máy rồi. Có sao thì anh em dùng vậy, còn khi nào mà anh em có điều kiện thì mua những cái dòng flycam cao hơn đúng không? Đấy 15 triệu thì hoàn toàn anh em mua được Mini 3 Pro rồi. Chúng là cõng thì cõng được. Nhưng mà nó cũng anh em cũng phải cân nhắc, không khéo lại thành còng. Đúng. Đúng rồi. Cõng nhiều quá là gù lưng là còng đấy. Còng. Rồi tiếp theo đấy là ứng dụng của SDLC F11S Pro HD bị lỗi thì làm thế nào? Cái app của vào nó bị lỗi đúng không?
Thực ra thì có nhiều anh em có thể mới chơi, cho nên là gặp những cái trường hợp mà không vào được app hoặc đó kia là hay bị cuống lên. Thông thường thì anh em sẽ không bóc tách được là đâu là lỗi của máy và đâu là lỗi của phần mềm. Thực ra như câu hỏi này thì là nó hoàn toàn là lỗi của phần mềm thôi. Và khi mà lỗi của phần mềm trên điện thoại thì anh em nên xem lại cái điện thoại của mình. Có thể nguyên nhân ở đây đến từ cái việc là xung đột phần mềm. Anh em cài thêm một cái app nào đấy và hai cái app nó xung đột lẫn nhau. Và anh em đơn giản nhất là anh em cứ xóa đi thử cài lại xem thế nào. Hoặc cùng lắm là chúng ta đổi điện thoại. Có nghĩa là cái lỗi này nó không hoàn toàn liên quan đến máy hay là phần cứng của máy cả. Nó chỉ là ở trên cái ứng dụng, ở trên cái điện thoại của anh em thôi. Thì thứ nhất là anh em có thể kiểm tra lại ứng dụng. Hai là có thể kiểm tra lại điện thoại. Thế là xong. Chúng là cách xử lý khá là đơn giản. Đúng rồi, rất là đơn giản. Rồi, câu hỏi số 4 đấy là nếu như mà ở Việt Nam ấy, Phan của Sơn Tùng là Sky. Thì đây, cộng đồng Flycam cũng có Sky nhưng mà Skydio. Skydio à? Skydio đấy. Thì người anh em này muốn hỏi anh em mình là nghĩ sao về dòng Skydio? Nghĩ sao về dòng Skydio? Cái dòng Skydio này thì linh kiện RC cũng đã làm rất nhiều các cái tin tức về nó. Có những cái ưu điểm phải nói là cũng tương đối là vượt trội theo như nhà xuất công bố. Và đặc biệt là trên Skydio thì có một cái những cái tính năng về phát hiện vật cản và sử dụng trí tuệ nhân tạo thì cực kỳ là thông minh. Và nếu như theo như đúng những cái gì mà giới thiệu ấy, thì cái tính năng phát hiện vật cản của nó còn mạnh hơn cả của DJI cơ. Và những cái dòng Flycam này thì ở trong một cái thị trường nào đấy phân khúc thì nó được gọi là phân khúc gọi là Flycam cao cấp. Để mà xách tay về Việt Nam thì giá cũng tương đối là đắt. Đồng đấy cũng phải ít nhất thì rẻ rẻ thì cũng phải tầm 100 triệu. Nó cũng tương đối. Khi mà cái dòng Skydio này thì theo như được những nhà công bố nói ra ấy, thì là cái thông số kỹ thuật này, tất cả những phần cứng của nó thì đều ưu việt và là những cái đối thủ của DJI ở trong cái phần cao cấp. Nhưng mà khi mà tại thị trường Việt Nam ấy, thứ nhất là anh em rất là khó tiếp cận và tiếp cận với nó một cái chi phí rất là đắt đỏ. Thông thường thì anh em có đi nước ngoài thì xách tay về thôi. Và có một cái điểm rất yếu, đó chính là những cái hãng mà họ không có tập trung phát triển tại thị trường Việt Nam. Ví dụ như Anafi hoặc là như là cái sản phẩm Skydio vừa rồi. Thì nó không có cộng đồng, cũng không có linh kiện thay thế sửa chữa, cũng không có bên nào hỗ trợ anh em sửa chữa cả. Đến khi mà anh em mang về dùng cái chẳng may bị va chạm hoặc là lỗi của nhà xuất thôi. Thì lúc đấy cái sửa chữa nó rất là mệt. Bởi vì cái hãng sản xuất ra nó không có quá chú trọng về thương mại. Và đặc biệt là tại những cái thị trường nhỏ như thị trường của Việt Nam thì có thể là cái tính thương mại nó không cao. Vì vậy cho nên đa số những người dùng tại Việt Nam là rất là khó tiếp cận. Và tôi ở góc độ tôi khuyên anh em là kể cả nó có tính năng, nó có tốt, nó có hay đến mấy. Tuy nhiên thì nếu như góc độ mà dịch vụ sau khi mà anh em mua hàng ấy, mà nó không được tốt thì chúng ta cũng không nên lựa chọn. Bởi vì như vậy là anh em bỏ tiền ra thì là lúc đấy rủi ro nó sẽ rất là cao về sau này. Rồi, câu hỏi cuối cùng. Đây, người anh em này thì chất lắm anh ạ. Không hỏi về Flycam đâu. Hỏi thẳng về súng bắn Flycam luôn. Súng bắn Flycam. Thì người anh hỏi là các loại súng phá sóng của Flycam thường hoạt động như thế nào? Có nghĩa đầu tiên anh em sẽ hiểu cái nguyên lý để con Flycam hoạt động này. Nó sẽ sử dụng 3 cái băng tần để truyền tải giữa cái tay cầm và con máy bay. Đầu tiên là cái sóng điều khiển. Thì cái sóng điều khiển này thông thường nó sẽ là sóng radio 2.4 hoặc băng tần 5.8. Thứ hai là sóng định vị vệ tinh GPS để xác định vị trí của con máy bay. Và thứ ba là sóng truyền hình ảnh về. Có tối thiểu 3 loại sóng đấy. Và nếu như mà mất sóng điều khiển hay mất sóng truyền hình ảnh thì con máy bay nó vẫn có thể bay về được không qua sóng định vị vệ tinh. Vì nó vẫn còn cái GPS. Đúng rồi. Thì trên cái nguyên lý hoạt động của cái khẩu súng để bắn ấy, thì nó cũng sẽ dựa trên 3 cái băng tần đấy. Có nghĩa là có một cái thiết bị là nó sử dụng cái nguyên lý như thế này thì sẽ có những cái thiết bị để khắc chế nó. Đấy, thì cái súng nó khắc chế bằng cách nào? Nó sẽ phá, thứ nhất là nó sẽ có 3 cái kiểu phá. Thứ nhất là phá cái sóng điều khiển. Đấy, sóng điều khiển thì anh em mất sóng điều khiển không thể điều khiển máy bay nữa. Nhưng mà vẫn thể nhìn thấy được hình ảnh và con máy bay vẫn bay được về được. Thì trong cái trường hợp phá sóng điều khiển là đơn giản là gì, họ thiết lập một cái vùng an toàn và không thể điều khiển vào cái vùng đấy được nữa. Và cho mình là mất máy, thậm chí là người ta sẽ lần theo bay về chỗ nào thì người ta sẽ ra đấy người ta bắt luôn con máy bay. Cái đó. Thứ hai là người ta thông thường là sẽ phá sóng điều khiển và sóng hình ảnh. Đấy là đơn giản là con máy bay nó tự bay về thôi. Nhưng mà cái nặng nhất là sóng phá cả sóng GPS, phá tất cả 3 cái băng tần sóng ấy luôn. Thì khi mà phá cả 3 cái loại sóng đấy thì con máy bay nó sẽ bị mất kiểm soát hoàn toàn luôn, không thể nhìn thấy hình ảnh truyền về để điều khiển nữa, không thể điều khiển được nữa và không thể bay về vị trí cũ được nữa. Lúc đấy con máy bay nó chỉ bị là theo cái gọi là
theo một cái cuốn tiểu thuyết, nó cuốn sẽ theo được chiều gió. Nó sẽ được là cuốn theo chiều gió, nó sẽ được ghi tên vào trong cái cuốn theo chiều gió. Là đi qua 5 câu hỏi của số tuần này. Đấy, nói chung là em hôm nay là em ấn tượng với câu hỏi cuối cùng đấy. Hỏi thẳng về súng bắn flycam luôn mà. Đấy, nhưng mà nói chung là các ông lưu ý đấy. Nói chung là để mình tránh cái rủi ro thì tốt nhất là nên chơi ở những vùng an toàn. Đúng rồi. Cái đấy là cái mà Linh Kiện RC luôn là muốn anh em thực hiện, gọi là khi trước khi mà mình tham gia điều khiển flycam thì mình cần phải có những cái nguyên tắc an toàn, thậm chí là nguyên tắc chơi của mình, không gian rộng, trống thoáng và không ảnh hưởng đến ai. Nếu như mà anh em xác định là chơi để giải trí hoặc chơi để vui thôi và không ảnh hưởng đến ai thì tôi nghĩ rằng đấy là một cái sở thích và cái thú vui tốt, lành mạnh. Ít nhất là trong mùa World Cup như này thì không có bọc bánh gì. Đấy là một cái thú vui mà tôi nghĩ rằng nó là một trong những thú vui lành mạnh. Nhưng mà nếu như anh em ảnh hưởng đến người khác thì đấy không còn là lành mạnh nữa. Vì vậy cho nên là anh em hãy lưu ý là chúng ta nên chọn những cái không gian mà tốt, đủ tốt và an toàn để sử dụng. Rồi, và anh em hãy cứ tiếp tục đặt câu hỏi cho nhà phân tích quen thuộc. Và tôi nhá, tôi sẽ liên tục cập nhật câu hỏi cho anh em. Bắt anh Vũ lên hình liên tục luôn. Và cảm ơn anh em đã xem đến cuối video. Hẹn gặp lại anh em ở số Q&A tuần sau. Xin chào, hẹn gặp lại.